các chị em phụ nữ tại đây đã cùng nhau lập ra quỹ tương trợ và góp cổ phần tiết kiệm để đề phòng rủi ro. Mỗi tháng 2 lần, các nhóm viên lại gặp nhau ở nhà chị Hốc trưởng nhóm để cùng nhau góp tiền cho quỹ tương trợ và góp cổ phần tiết kiệm. Quỹ tương trợ sẽ được bà con dùng để thăm hỏi và giúp đỡ những gia đình có người ốm đau, có việc hệ trọng. Quỹ cổ phần tiết kiệm giúp chị em có ý thức tiết kiệm tiền hàng tháng và sẽ là nguồn vốn tiện dụng cho những người muốn vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, cả thôn đã có 2 nhóm tín dụng với hơn 50 hộ gia đình tham gia. Có 1 năm cổ phần 250. Có 1 năm cổ phần 250. Em cũng mới tham gia thôi. Bởi vì thấy năm ngoái họ tham gia đông, với này họ có làm thì cũng có lợi. Bởi vì mình, ví dụ như mình mua phân bón này, với là kiểu con ốm đau, người còn người nhà ốm đau đi bệnh viện thì mình đỡ phải đi tìm vay ngoài, mà mình vay trong nhóm thì nó dễ hơn, mà lãi cũng thấp hơn vay bên ngoài. Từ khi có dự án thì chị em chúng tôi mới biết tiết kiệm. Lúc chúng tôi khó khăn thì chúng tôi có nguồn vốn để vay. Giả sử như có việc đột xuất hay là ốm đau gì đi viện hay là đi đâu thì chúng tôi thì chả biết chạy đâu được nguồn vốn để vay tiền. Từ khi dự án chúng lên thì đi tập huấn cho chị em, chúng tôi thành lập được cái tổ này thì rất tiện cho chị em ạ. Vâng, có để có nguồn vốn cho chị em vay đấy. Trước thì mục tiêu chưa biết gì đâu ạ. Nếu mà có chúng tôi muốn tiêm phòng phải đi mời thú y xã hoặc thú y viên về. Dự án sinh kế này thì mang lại cách chăn nuôi, tự biết cách tiêm phòng, xử lý được hết nhà những con lợn mình đẻ ra mình tự thiến được. Tự tiêm được bệnh như thế nào là mình cũng biết. Cho đến thời điểm này là còn được 15 vị, rất là đồng tình. Thế mà trong từ đầu năm là bán một đợt lại. Bà con rất là phấn khởi, và còn một đợt tới là sắp sửa bán là còn 150 con. Có 5-6 cái dự án đi vào thì những dự án kia thì chỉ cho về vật chất. Đến dự án 134, 135 đi vào thì cũng chỉ về cơ sở hạ tầng và đường, trường, trạm xá các thứ thôi. Đấy, bà con cận nghèo thì mới được hưởng. Còn những khá khá một tí là không có cái gì. Đấy, nên là người dân chán không theo. Nhưng từ khi có dự án kinh tế đi vào, dự án này đến là không mang lại cho bà con tiền bạc và tài chính, chỉ cho bài học thôi, và đến hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho bà con thì họ thấy là phấn khởi lắm.